Toàn bộ lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2018, Messi và Ronaldo sẽ khai màn. 8 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2018 đã chính thức được xác định. Tri thức vô tận xin gửi tới các bạn toàn bộ lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2018, các kênh truyền hình trực tiếp của VTV và HTV. Như vậy, các đội bóng đã giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2018 bao gồm Nga và Uruguay bảng A, Pháp và Đan Mạch bảng C, Croatia và Argentina bảng D, Anh và Bỉ bảng G, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bảng B, Mexico và Thụy Điển bảng F, Brazil và Thụy Sĩ bảng E, Nhật Bản và Colombia bảng H. Các đội bóng bị loại sau vòng bảng World Cup 2018, Ai Cập và Ả Rập Xê Út bảng A, Iran và Maroc bảng B, Peru và Australia bảng C, Nigeria và Iceland bảng D, Costa Rica và Serbia bảng E, Hàn Quốc và Đức bảng F, Tunisia và Panama bảng G, Senegal và Ba Lan bảng H. Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2018. Trận mở màn sẽ là trận đấu giữa Pháp và Argentina vào lúc 21 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2018, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6 HD, HTV1, HTV4, HTV Thể thao. 1 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2018, Uruguay gặp Bồ Đào Nha, tường thuật trực tiếp trên kênh VTV3 và VTV3 HD, HTV1, HTV4, HTV9, HTV Thể thao. 21 giờ ngày 1 tháng 7, Tây Ban Nha gặp Nga, VTV6 và VTV6 HD, HTV1, HTV4, HTV9, HTV Thể thao. 1 giờ ngày 2 tháng 7, Croatia gặp Đan Mạch, VTV3 và VTV3 HD, HTV1, HTV4, HTV9, HTV Thể thao. 21 giờ ngày 2 tháng 7, Brazil gặp Mexico, VTV6 và VTV6 HD, HTV1, HTV4, HTV9, HTV Thể thao. 1 giờ ngày 3 tháng 7, tường thuật trực tiếp trên VTV3 và VTV3 HD, HTV1, HTV9, HTV4, HTV Thể thao. 21 giờ ngày 3 tháng 7, Thụy Điển gặp Thụy Sĩ, VTV6 và VTV6 HD, HTV1, HTV4, HTV9, HTV Thể thao. 1 giờ ngày 4 tháng 7, Colombia gặp Anh, VTV3 và VTV3 HD, HTV1, HTV4, HTV9, HTV Thể thao. Chắc hẳn đây sẽ là bữa tiệc bóng đá tuyệt vời với tất cả các fan hâm mộ bóng đá. Các bạn đừng bỏ lỡ trận đấu nào, đừng quên đăng ký kênh Tri thức vô tận để cập nhật lịch thi đấu và được xem trực tiếp các trận đấu mỗi ngày. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức vô tận để đón xem các clip tiếp theo. Lịch thi đấu World Cup 2018 ngày mai 30 tháng 6. Messi hành hạ hàng thủ Pháp, Bồ Đào Nha gặp khó Uruguay. Tri thức vô tận xin gửi đến quý độc giả lịch thi đấu truyền hình trực tiếp bóng đá World Cup 2018 ngày mai 30 tháng 6 rạng sáng mùng 1 tháng 7. Đây là lượt trận đầu tiên của vòng 1/8 World Cup 2018, gồm 16 đội mạnh nhất cạnh tranh 8 tấm vé đi tiếp vào tứ kết. Các trận đấu tại vòng 1/8 sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 6 đến ngày mùng 4 tháng 7. Mỗi ngày sẽ diễn ra 2 trận vào khung giờ 21 giờ và 1 giờ rạng sáng hôm sau. Lịch thi đấu World Cup đêm 30 tháng 6 rạng sáng mùng 1 tháng 7. 21 giờ ngày 30 tháng 6, Pháp gặp Argentina, tường thuật trực tiếp trên VTV6 và VTV6 HD, HTV1, HTV4, HTV Thể thao. 1 giờ ngày mùng 1 tháng 7, Uruguay gặp Bồ Đào Nha, VTV3 và VTV3 HD, HTV1, HTV4, HTV9, HTV Thể thao. Nhận định các trận đấu: Pháp gặp Argentina 21 giờ ngày 30 tháng 6. Vòng 16 đội World Cup 2018 sẽ được khai màn với trận đại chiến mà không ai có thể bỏ lỡ giữa Pháp và Argentina. Dù toàn thua trong cả 4 lần chạm trán trước đây với đội tuyển xứ Tango, nhưng phong độ đáng thất vọng hiện tại của Messi và các đồng đội đang giúp Pháp được đánh giá cao hơn trong cuộc đua giành vé đi tiếp vào tứ kết. Nhận định Pháp: bất bại trong cả 3 lượt trận tại vòng bảng và có được vị trí số 1 cùng tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, đội Pháp vẫn chưa khiến người hâm mộ cảm thấy hài lòng bởi rõ ràng màn trình diễn của Pogba và các đồng đội là chưa thuyết phục. Gà trống Gauloa đã vất vả mới có được 2 chiến thắng nhọc nhằn trước Úc và Peru ở 2 lượt trận đầu tiên, chỉ thắng sát nút 2-1 và 1-0.
sau đó là một trận hòa không bàn thắng trước Đan Mạch ở lượt trận cuối. Tình hình hiện tại khiến thầy trò The Champ bị đặt nhiều dấu hỏi về cơ hội lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay. Chạm trán Argentina ở vòng 16 đội, chắc chắn đây là một thách thức thực sự dành cho đội tuyển Pháp. Nhưng rất may cho nhà vô địch thế giới năm 1998, khi đối thủ của họ ở thời điểm hiện tại đang có phong độ thậm chí còn tệ hơn. Nhận định Argentina: may mắn có được chiến thắng trong những phút cuối trước Nigeria để giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng sau Croatia. Argentina sẽ phải đụng độ rất nhiều đối thủ mạnh là tuyển Pháp ở trận đấu tiếp theo. Tại World Cup năm nay, Messi và các đồng đội đang trình diễn một bộ mặt rất đáng thất vọng. Có vẻ như họ đang phải đối mặt với quá nhiều áp lực để rồi không còn là chính mình trong trận đấu tại vòng bảng. Nhưng dù sao, thầy trò huấn luyện viên Sampaoli cũng đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất và bây giờ là lúc tập trung toàn lực cho vòng loại trực tiếp. Không được đánh giá cao bằng đội tuyển Pháp ở thời điểm hiện tại, nhưng lợi thế dành cho Argentina là thành tích đối đầu trong quá khứ với gà trống Goloa. Trong lịch sử, hai đội đã chạm trán nhau tổng cộng 4 lần và Argentina có thành tích toàn thắng. Hơn thế nữa, đội tuyển Pháp cũng không chơi quá tốt tại vòng chung kết World Cup năm nay. Vì vậy, cơ hội để Messi cùng các đồng đội giành chiến thắng là điều hoàn toàn có thể. Nhất là khi những áp lực của đội bóng Nam Mỹ đã phần nào được giải tỏa sau khi vượt qua vòng bảng. Trận Uruguay gặp Bồ Đào Nha, 1 giờ ngày 1 tháng 7. Uruguay là đội duy nhất tại vòng bảng World Cup 2018 không nhận bàn thua nào trong 3 trận vòng bảng. Với sự kết hợp của Diego Godin và Jose Guizmet, Uruguay đang có sự kết hợp rất chất lượng giữa một già kinh nghiệm và một trẻ đầy tài năng. Bên cạnh đó, những hậu viện biên của Uruguay cũng thi đấu rất chắc chắn, góp phần không nhỏ trong việc giành được 3 chiến thắng tuyệt đối trước Ai Cập, Ả Rập Xê Út và chủ nhà Nga. Đó thực sự là điểm tựa không nhỏ khi đối đầu với Ronaldo và Bồ Đào Nha. Ronaldo nguy hiểm như thế nào? Chắc Godin và Gilmet đã quá rõ qua những trận derby thành Madrid ở La Liga. Chính vì vậy, huấn luyện viên Oscar Tabaret hoàn toàn có cơ sở để bắt chết siêu sao người Bồ Đào Nha. Khả năng không chiến của Godin sẽ là chìa khóa ngăn chặn những tình huống cố định của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Uruguay cũng phải hết sức dè chừng trước những nhân tố ích như Ricardo Quaresma, Andre Silva bên phía Bồ Đào Nha hoàn toàn có thể xuất hiện phút thăng hoa. Trong khi đó, Bồ Đào Nha lại đang lo lắng cho khả năng phòng ngự. Đại diện bán đảo Iberia đã thủng lưới đến 4 bàn qua 3 trận vòng bảng, trong đó có 3 bàn ở trận ra quân với Tây Ban Nha. Uruguay sở hữu hai họng súng chất lượng là Luis Suarez và Edinson Cavani hoàn toàn có thể tỏa sáng. Chính vì vậy, bộ đôi Pepe và Fonte cần giữ được sự tập trung tối đa cho trận đấu này. Những trận đấu đã qua, bộ đôi này vẫn chưa có được sự ăn ý trong lối chơi và thường để các tiền đạo của đối thủ có cơ hội. Pepe sẽ có cơ hội đối đầu với Suarez. Đây là cuộc đối đầu rất thú vị khi hai cầu thủ chẳng ưa gì nhau thời khoác áo Barca và Real. Lối đá của Suarez cũng chẳng quá xa lạ với Pepe, nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp như vậy, cả hai huấn luyện viên chắc chắn sẽ có khoảng thời gian thăm dò và chờ thời cơ. Trong quá khứ, hai đội từng đối đầu với nhau hai lần và thường có hai bàn trở lên. Tuy nhiên, trận đấu gần nhất đã cách đây 46 năm và khó lòng lấy đó làm thước đo. Một thông số đáng chú ý là từ World Cup 1930 cho đến nay, Uruguay có tổng cộng 19 trận đá knockout. Trong 19 trận đó, có đến 14 trận có tổng số bàn thắng không nhiều hơn 2 bàn. Với Bồ Đào Nha, họ có tổng cộng 8 trận knockout kể từ World Cup 1966 đến nay. Trong 8 trận có 7 trận không nhiều hơn 2 bàn thắng. Rõ ràng đó là những con số đủ chất lượng để thấy rằng đây khó lòng là cặp đấu có nhiều bàn thắng. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Chi Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Kịch bản điên rồ Messi đấu Ronaldo tại World Cup 2018 xảy ra sau một lượt đấu nữa. Bồ Đào Nha và Argentina đều trải qua fan chết hụt trước khi vượt qua vòng bảng. Thế nhưng số phận đã sắp đặt Ronaldo và Messi sớm phải đối đầu với nhau. World Cup 2018 có thể là võ đài cuối cùng phân xử cuộc chiến kéo dài cả thập kỷ qua giữa Ronaldo và Messi. Hai siêu sao đã chia đều 10 danh hiệu của bóng vàng và vô số những giải thưởng cá nhân cao quý khác. Bởi vậy, giới mộ điệu vẫn bất lực trong việc tìm đáp án cho câu hỏi Ronaldo hay Messi vĩ đại nhất. Chính vì thế, World Cup 2018 sẽ là màn phán xử, bởi gần như chắc chắn đây là vòng chung kết cúp thế giới cuối cùng trong sự nghiệp của hai siêu sao. Bởi vậy, tất cả đều hiểu rằng
ai nâng cao chiếc cúp vàng cao quý tại Nga sẽ đương nhiên khiến đối thủ tâm phục cúi đầu. Ronaldo đã có khởi đầu như mơ tại World Cup 2018. Anh có ngay một cú hat-trick trận ra quân giúp Bồ Đào Nha giật được một điểm trước Tây Ban Nha. Trong khi đó, trận mở màn của Messi lại là thảm họa. Leo đã hỏng quả phạt đền khiến Argentina bị Iceland cầm chân. Lượt thứ hai tiếp tục chứng kiến phong độ bùng nổ của Ronaldo. CR7 chỉ cần 4 phút để làm tung lưới Maroc. Và đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Bồ Đào Nha giành 4 điểm với 4 bàn thắng của siêu sao 33 tuổi. Còn với Messi, anh bị đánh chìm trong áp lực và chỉ trích vì Argentina bị Croatia hạ nhục 3 bàn không gỡ. Tuy nhiên lượt đấu cuối cùng, hai siêu sao này lại bất ngờ xoay chuyển thái cực. Ronaldo thiếu chút nữa trở thành tội nhân thiên cổ khi đá hỏng 11m khiến Bồ Đào Nha phải trải qua những phút cuối vỡ tim trước Iran. Ngược lại, Messi đã có bàn thắng đầu tiên, còn Argentina thắng Nigeria ở trận chung kết bảng D. Hai đội bóng của hai siêu sao sáng nhất hành tinh đương đại chỉ có được vị trí nhì bảng. Kịch bản này khiến chặng đường tiếp theo trở nên vô cùng gian khó. Bồ Đào Nha sẽ phải đụng độ Uruguay, đối thủ siêu thực dụng với 3 trận trắng lưới. Trong khi đó, Argentina sẽ phải đối đầu Pháp, có giá trị đội hình đắt nhất World Cup 2018. Đây đều là những thử thách khó khăn, song tất cả đều hy vọng Ronaldo và Messi sẽ chứng tỏ được bản lĩnh cũng như đẳng cấp. Giới mộ điệu trên khắp hành tinh, tất nhiên ngoại trừ người hâm mộ Uruguay và Pháp, đều cổ vũ cho Bồ Đào Nha cũng như Argentina, bởi họ mong chờ trận siêu kinh điển giữa hai đội tại vòng tứ kết. Số phận thật khéo sắp đặt khi đẩy Ronaldo và Messi vào chung nhánh đấu. Đáng tiếc hơn nữa, khi một trong hai siêu sao này chỉ có thể đi tối đa đến tứ kết của World Cup 2018. Với tham vọng và tầm cỡ của CR7 cũng như Messi, cho dù danh hiệu ngôi Á quân cũng sẽ là thất bại. Thế nhưng với tính chất khó lường của World Cup năm nay, bất kể đội bóng nào cũng có thể thất bại và dừng cuộc chơi. Chính vì thế, dù Messi và Ronaldo có phải đụng nhau ở tứ kết, người hâm mộ cũng đã mãn nguyện khi lần đầu tiên được chứng kiến hai siêu sao này trực tiếp tranh tài ở sân chơi hoành tráng nhất hành tinh. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo.